bí ẩn thời điểm Việt Nam tiếp nhận tổ hợp 4K51 Rubies. 4K51 Rubies hay là SSC-3 là hệ thống tên lửa bờ do Liên Xô nghiên cứu chế tạo trong giai đoạn 1970-1978 và đưa vào sử dụng từ đầu thập niên 1980. Thành phần tổ hợp 4K51 bao gồm một xe mang phóng 3P51 cải tiến dựa trên khung gầm xe vận tải hạng nặng MAS 543 sử dụng để đặt radar điều khiển hỏa lực MR331 Rainout cùng cụm phóng KT161 mang hai tên lửa hành trình đối hạm P-15M Termit, SSN-2 Styx. Mặc dù tổ hợp Rubies có tuổi đời còn tương đối trẻ, nhưng lại sử dụng tên lửa cũ, đạn P-15 Termit đã ra đời từ thập niên 1950, có tầm bắn chỉ 80 km, tốc độ tối đa Mach 0.95 và mang theo đầu đạn bắn xuyên giáp nặng 513 kg. Kích thước của tên lửa P-15 khá lớn, bay hành trình cao, giai đoạn cuối tên lửa vẫn còn ở độ cao trên 100 m, tốc độ chậm, khả năng cơ động kém. Ngoài ra nó còn rất dễ bị gây nhiễu trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc. So với 4K-44 Redoubt, 2K-300P, Bastion P thì rõ ràng 4K-51 Rubies có quá nhiều nhược điểm. Tuy vậy, bản báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI ghi rất rõ thời điểm Việt Nam tiếp nhận hai tổ hợp kia nhưng lại không có một dòng nào đề cập tới Rubies. Để xác định thời điểm hệ thống tên lửa này vào biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam, có lẽ cần quay lại thời điểm thành lập Lữ đoàn 680, đơn vị đang khai thác sử dụng loại vũ khí trên. Lữ đoàn 680 ngày nay, tiền thân là tiểu đoàn tên lửa bờ 680, trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, đơn vị nhận quyết định thành lập của Bộ Quốc phòng vào ngày 11 tháng 11 năm 1988. Đến ngày 3 tháng 4 năm 1993, tiểu đoàn 680 được nâng cấp thành đoàn tên lửa bờ 680 Hải quân. Do yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 22 tháng 5 năm 2013, đoàn tên lửa bờ 680 được tổ chức thành lữ đoàn tên lửa bờ 680 trực thuộc vùng 3 Hải quân, đứng chân trên địa bàn miền Trung, bờ biển dài và hẹp. Như vậy, căn cứ vào thời gian tiểu đoàn tên lửa bờ 680 hay là lữ đoàn tên lửa bờ 680 ra đời, thì chúng ta đã được Liên Xô viện trợ những hệ thống 4K51 Rubies không sớm hơn năm 1988, ngay sau khi sự kiện CQ-88 diễn ra nhằm giúp Hải quân Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ bờ biển, chống lại cuộc đổ bộ lớn của nước ngoài. Gần đây, Nga đã tích cực vét kho để bàn giao cho quân đội chính phủ Syria những chiếc T-62 cuối cùng của mình. Đây là biến thể T-62M được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với thiết bị ngắm bắn đo xa laser gắn ở ngay góc pháo chính, cùng với giáp phụ bổ sung quanh tháp pháo. T-62M vẫn phát huy tác dụng rất tốt trên chiến trường hiện đại, thậm chí đã có nhận xét cho rằng đây là biến thể T-62 tốt nhất trên thế giới, không thua kém T-72 bao nhiêu và là hình mẫu để Việt Nam học tập nếu có ý định hiện đại hóa số T-62 của mình. Gợi ý trên là điều đáng để quan tâm, nhưng phải nhìn nhận rằng nếu muốn nâng cấp, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một biến thể T-62 độc nhất vô nhị với tính năng kỹ chiến thuật vượt trội cả T-72, tức là bỏ xa T-62M của Nga. Dựa trên kinh nghiệm rút ra từ quá trình hiện đại hóa T-54-55, những thành tựu thu về dĩ nhiên có thể áp dụng trên một dòng xe tăng khác, cụ thể ở đây chính là T-62. Nếu T-62 của Việt Nam được lắp các phiến giáp phản ứng nổ cùng giáp hộp quanh tháp pháo, đi kèm diêm chắn xích kiểu T-55M3, thì chắc chắn nó sẽ chống đạn xuyên tốt hơn hẳn T-62M và còn vượt mặt cả T-72 đời đầu. Bên cạnh đó, các thiết bị khác có trên T-55M3 như cảm biến khí tượng MAWS-6056B, ốp bọc cách nhiệt cho đồng pháo, máy tính điều khiển hỏa lực tối tân của Israel đều mang được sang T-62. Lúc này T-62 thậm chí không thua kém cả T-72 đã nâng cấp nhẹ. Yếu tố cuối cùng để khiến T-62 nâng cấp theo cấu hình trên mạnh hơn T-72 đó là uy lực của pháo chính. Việc thay thế pháo 125mm cho nó tỏ ra rất tốn kém, cho nên tốt nhất là hãy trang bị cho chiếc chiến xa này một loại đạn công nghệ cao. Tập đoàn Nexter của Pháp gần đây đã giới thiệu đạn xuyên động năng M1150 cỡ 115mm tương thích với pháo chính của xe tăng T-62. Viên đạn này có chiều dài 1.110mm, trọng lượng 25kg, trong đó lõi xuyên bằng hợp kim tungsten nặng 6.5kg với phụ gia chống mài mòn titanium dioxide được đẩy đi bởi 8.5kg thuốc súng, cho sơ tốc đầu nòng lên tới 1.635m/giây, xuyên thủng 500mm giáp đồng nhất RHA
từ cự ly 2000m ở góc độ chạm 60 độ. So sánh với đạn xuyên động năng trên pháo 125mm 2A46 đời đầu của T-72 chỉ thâm nhập được 400mm RHA khi bắn cách 2000m, hai đạn thanh xuyên của Israel bắn từ pháo L-7 105mm thâm nhập 490mm RHA ở tầm 1000m. Đạn xuyên mới của pháo 100mm D-10T2S do Cộng hòa Séc chế tạo xuyên thủng 400mm thép cán ở 1000m. Rõ ràng, đạn M1150 trội hơn hẳn. Nếu được nâng cấp theo cấu hình đã áp dụng trên T-55M3, đi kèm với việc trang bị đạn xuyên công nghệ cao như M1150 của Pháp, sức mạnh của phiên bản T-62 do Việt Nam tự hiện đại hóa sẽ vượt xa cả T-62M lẫn T-72 đời đầu. Khi đó, T-62 nâng cấp sẽ song hành tốt hơn cùng T-90S SK sắp về để tạo nên biên đội tác chiến mạnh. Những nước cờ thí mạng nguy hiểm của Mỹ tại Syria. Tại cuộc chiến Syria, thực chất có hai ông lớn Nga và Mỹ đang đối đầu với nhau bởi hai mục tiêu trái ngược nhau: bảo vệ Assad, chống khủng bố và bảo vệ khủng bố lật đổ Assad. Mà tình thế cũng đã xuất hiện như nói trên trong cuộc cờ. Đây kết quả thứ nhất, Assad được bảo vệ. Assad trở nên mạnh hơn bao giờ hết, Assad đã chiến thắng. Nếu như chúng ta còn nghi ngờ về điều này, thì hãy nghe tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, chứ không phải Bộ trưởng Quốc phòng Nga hay Syria. Ông nói, tôi thấy một hàng dài các quốc gia đợi để lôi kéo Assad, bao gồm cả các quốc gia phương Tây, bao gồm cả người Sunni vừa phải. Đột nhiên tất cả mọi người muốn đến gần Assad. Đây là điều chưa từng có vì Assad đang chiến thắng, tất cả mọi người đều đứng xếp hàng. Và kết quả thứ hai là quân khủng bố IS và LIH bị cấm ở Nga, đang chờ một trận cuối tại Deir Ezzor. Đồng hồ đếm ngược số ngày tồn tại của chúng đã kích hoạt. Trước tình thế đó, Mỹ đã tiến hành một hoạt động tác chiến rất mạo hiểm và lợi hại, là tìm mọi cách để tấn công trực tiếp vào lực lượng Nga tại Syria, gồm lính đặc nhiệm, lính quân cảnh Nga, cố vấn quân sự Nga và phá hoại làm tan băng trong khu vực giảm leo thang mà Nga thiết kế. Bằng cách sử dụng lực lượng để tác chiến là quân khủng bố như IS, Hayat, Tahrir al-Sham, Tabhet al-Nusra, Mỹ muốn đạt hai mục tiêu. Thứ nhất, hạn chế tốc độ tấn công của Nga, Syria vào hướng Deir Ezzor để tạo điều kiện thuận lợi cho SDF đánh chiếm tả và hữu ngạn sông Euphrates. Thứ hai, tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị ngoại giao với nước Nga, trong tình cảnh người Nga bị quân khủng bố bắt sống, giết chết ngày càng nhiều trên chiến trường, đồng thời củng cố nâng cao tinh thần cho quân khủng bố đang rệu rã, tơi tả. Biểu hiện ý đồ và mục tiêu trên, ngày 19 tháng 9, dưới sự bày mưu tính kế của CIA của Mỹ, hàng ngàn quân, trong đó bao gồm xe tăng thiết giáp, pháo binh, bất ngờ đột kích vào hướng Bắc Hama, định bắt sống 29 vị quân cảnh Nga đang làm nhiệm vụ ở đây và kéo lực lượng SAA từ Deir Ezzor xuống. Ngày 23 tháng 9, IS đã bắn cối vào vị trí đóng quân của Nga Syria tại Deir Ezzor, khiến một trung tướng Nga thiệt mạng. Điều mà 3 năm qua tại đây, bao vây SAA, IS dù rất muốn nhưng không tài nào làm được, chỉ sau khi Mỹ và IS bắt tay thông đồng với nhau. Đương nhiên, trước ý đồ rất nguy hiểm của CIA, Mỹ, Nga không ngồi nhìn, họ đã phản ứng cực kỳ mau lẹ và sau đó thực hiện nguyên tắc ăn miếng trả miếng. Tại Syria, Mỹ có hai lực lượng hoạt động là CIA và Lầu Năm Góc. Họ hoạt động độc lập, nuôi dưỡng huấn luyện, chỉ huy những lực lượng khác nhau. Chẳng hạn CIA có HTS, Jabhat al-Nusra, còn Lầu Năm Góc có quân đội Syria tự do, SDF và cả IS. Ngày 20-21 tháng 9 đã trở thành ngày đen tối nhất của lực lượng HTS tại Bắc Hama khi thực hiện kế hoạch của CIA. Trước tình thế vô cùng hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc của 29 cảnh sát Nga, tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Syria, Thượng tướng Sergei Surovkin, ra lệnh giải cứu Phó tư lệnh Thiếu tướng Viktor Soliak trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Hai chiếc Su-25S M3 xe tăng bay được cải tiến mới nhất bởi hệ thống quang điện tử, phi công chỉ việc chọn mục tiêu và bắn rồi quên, đã xuất kích thay nhau quần thảo khu vực. Cùng với đặc nhiệm Nga, bộ binh Syria phản công tức thời. Kết quả giải cứu thành công, trong khi đó 187 mục tiêu, khoảng 850 tay súng, 11 xe tăng, 4 xe bọc thép, 46 xe bán tải gắn súng tự động, 5 súng cối tự chế hạng nặng, 20 xe vận tải và 38 kho vũ khí đạn dược của HTS đã bị phanh thây phơi xác ngổn ngang trên chiến trường. Đây là một thất bại cho âm mưu của tình báo Mỹ CIA, thiệt hại quá lớn, quá nặng nề về người và của thì HTS gánh chịu.
Ngày 23 tháng 9 tại mặt trận Deir, người Nga tiếp tục bị tấn công khi IS được sự giúp đỡ của CIA Mỹ phóng cối vào vị trí quân Nga, khiến một trung tướng Nga thiệt mạng. Ngày 26 tháng 9, khi tình báo Nga đã phát hiện nhóm HTS đã họp với tổ chức tình báo Mỹ tại Idlib, Syria, thì lập tức Viện Kiểm soát của Nga tiến hành cuộc tập kích chính xác vào địa điểm xảy ra cuộc họp, khiến cho 5 chỉ huy cấp cao của HTS thiệt mạng, cùng với lực lượng đặc biệt Mỹ bảo vệ các đại lý dịch vụ bí mật này. Thật ra, 5 tên chỉ huy cao cấp của HTS bị chết chẳng là gì so với vị tướng Nga. Ở đây điều chúng ta quan tâm là cái giá đau mà CIA Mỹ lãnh đòn khi trong số 32-37 người thiệt mạng, có 14 sĩ quan, chuyên gia tình báo cao cấp của CIA Mỹ. Chúng ta còn nhớ sau vụ Mỹ bỏ bom nhầm vào SAA tại Deir Ezzor, Nga đã phóng tên lửa do Sở Chỉ huy tác chiến phiến quân, khiến rất nhiều cố vấn Mỹ NATO ở đó thiệt mạng, cùng với lời cảnh báo, Nga biết rất rõ các cố vấn Mỹ NATO làm gì ở đâu tại Syria. Có vẻ như người Mỹ đã quên lời cảnh báo này. Không những thế, họ lại chơi thẳng vào lực lượng Nga, khiến cho Nga, sau đòn tấn công trong ngày 26 tháng 9 nói trên, đã tuyên bố thẳng thừng với các chỉ huy Mỹ tại Sở Chỉ huy Trung Đông đóng tại Qatar, hãy rời khỏi Syria ngay hoặc là chết. Hãy rời khỏi Syria ngay hoặc là chết. Đây là một tuyên bố không có tính hiếu chiến, khiêu khích, mà Mỹ chỉ là một lời khuyên, nghĩa là các cố vấn chuyên gia Mỹ nên rời khỏi IS, HTS, al-Nusra, nếu không sẽ bị chết cùng quân khủng bố. Ngày 3 tháng 10, tình báo Nga đã xác định chính xác thời gian và địa điểm tổ chức một cuộc họp của nhóm chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra al-Syria dưới sự chủ trì của trùm khủng bố Abu Muhammad al-Junlani. Lập tức các máy bay Su-34 và Su-35 Nga xuất kích. Cùng với các toán vệ sĩ khoảng 50 người, 12 thủ lĩnh chiến trường của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra, gồm cả trợ lý thân thiết nhất của al-Julani, phụ trách công tác an ninh của nhóm là Ahmad al-Ghijai, cũng đã bị tiêu diệt, riêng trùm khủng bố bị thương nặng, cụt tay. Hy vọng trong số bị thiệt mạng không có cố vấn CIA của Mỹ, nhưng nếu có thì cũng chẳng có gì là bất ngờ. Rõ ràng bất luận mục đích gì, hoạt động của Mỹ trong lực lượng HTS, IS và Jabhat al-Nusra là phi pháp, thiếu minh bạch. Do vậy, khi Nga cũng thực hiện phương án tác chiến kiểu Mỹ, thì người Mỹ chết các khu vực quân khủng bố chiếm đóng là sẽ xảy ra. Có điều không như Nga, Mỹ giấu nhẹm nhưng tổn thất. Nếu không thì chính Mỹ tự công nhận nuôi dựng khủng bố, tiếp tay cho khủng bố, hành động mà ngay cả khi Mỹ ở thời sung mãn nhất vẫn không dám công khai. Điểm mặt 10 cơ quan tình báo cáo già nhất thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước không chỉ có quân đội hay lực lượng an ninh, mà còn cả các đơn vị tình báo hoạt động ngầm trong bóng tối. Tại Pakistan, cơ quan tình báo ISI của nước này có tầm ảnh hưởng ngang hàng quân đội. ISI được cho là đã gây khó khăn đáng kể lên quân đội Liên Xô ở chiến trường Afghanistan. Cơ quan tình báo RAW của Ấn Độ thiên về đối ngoại, trọng tâm của nó là các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Pakistan. RAW có vai trò quan trọng trong sự ra đời của Bangladesh và đảm bảo độ bí mật tuyệt đối cho các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ. Cơ quan tình báo Mossad của Israel là một trong các lực lượng tình báo sành sỏi nhất thế giới về nghiệp vụ. Mossad được cho là một trụ cột quan trọng cho sự tồn tại của nhà nước Israel. Khỏi phải nói, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đã khét tiếng từ lâu. CIA đóng vai trò trọng yếu trong việc duy trì vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, tổ chức này cũng gặp không ít thất bại. MI6 là cơ quan tình báo đối ngoại Anh. Đây là một trong các cơ quan tình báo ra đời sớm nhất thế giới. MI6 có vai trò quan trọng đối với Anh quốc trong hai cuộc thế chiến. Cơ quan tình báo quân sự Nga GRU được cho là người kế tục xứng đáng của cơ quan tình báo lừng danh KGB. Bộ An ninh Quốc gia là cơ quan tình báo chính cả đối nội và đối ngoại của Trung Quốc. Bộ này thành lập vào năm 1983, có trụ sở tại Bắc Kinh. BND thành lập năm 1956 là cơ quan tình báo của Đức, thuộc đẳng cấp số 1 thế giới. Hệ thống theo dõi của BND thuộc dạng vô đối. BND được cho là có thế mạnh ở địa bàn Trung Đông và châu Mỹ Latin. Tổng cục An ninh Đối ngoại DGSE của Pháp được thành lập vào năm 1982. Cơ quan này có ngân sách lớn với 5.000 nhân viên. DGSE giúp Pháp đối trọng với các nguy cơ khủng bố và tổ chức IS. Cơ quan tình báo mật Australia ASIS nằm trong top các cơ quan mật vụ hàng đầu. Độ bí mật của ASIS cao đến mức mà trong nhiều năm liền, nhân viên chính quyền Australia không hay biết về tổ chức này.
Mỹ EPG dốc toàn lực, Al-Hashakat quyết đấu SAA ở trong Afri. Quý vị thính giả thân mến, giới truyền thông cho rằng để phục vụ cho chiến dịch chống khủng bố IS ở Deir ez-Zor, lực lượng dân chủ CD, SDF, mà nòng cốt là đơn vị bảo vệ nhân dân người Quds do Mỹ hậu thuẫn, Lầu Năm Góc đang tiến hành tiếp viện thêm lực lượng và vũ khí trang bị cho mặt trận phía bắc thành phố Deir ez-Zor của CD bên bờ phía đông sông Euphrates. Hình ảnh mới của các trang mạng xã hội được giới truyền thông đăng tải cho thấy đã xuất hiện một đoàn xe vận tải quân sự chở các thiết bị quân sự hạng nặng di chuyển từ thành phố Qamishli thuộc tỉnh đông bắc Al-Hasaka hướng về con đường quốc lộ nối với thành phố Deir ez-Zor. Qamishli là một trong những thành phố trọng điểm của tỉnh Al-Hasaka do người Quds nắm giữ. Tuy nhiên, thành phố này hiện là địa điểm duy nhất của tỉnh này mà quân đội CD còn kiểm soát được trong lòng của người Quds. Với vị thế trọng điểm như vậy, việc EPG rút trang bị từ Qamishli tăng viện tới Deir ez-Zor cho thấy người Quds đang dốc toàn lực từ Al-Hasaka cho chiến dịch phía đông sông Euphrates. Bắt đầu từ hôm ngày 9 tháng 9, Liên minh chống khủng bố IS do Hoa Kỳ lãnh đạo và SDF đã tập trung một lực lượng lớn để chiếm một phần lớn đông CD. Bên bờ phía đông sông Euphrates, trước khi quân đội Ả Rập CD, SAA và các đồng minh của nó cũng có thể làm được điều này. Theo các nguồn tin địa phương, kể từ khi lực lượng SDF khởi động chiến dịch chống nhóm khủng bố IS tại tỉnh Deir ez-Zor, Hoa Kỳ đã tiếp tục viện trợ thêm vũ khí trang bị rút từ chiến trường Iraq sang CD qua các cửa khẩu nối với khu tự trị CJ, Sajida Canton hoặc tỉnh Al-Hasaka của người Quds. Hôm ngày 21 tháng 9, lãnh đạo lực lượng dân chủ CD tuyên bố rằng hôm ngày 20 tháng 9 họ mới nhận được thêm 120 xe tải vũ khí từ Hoa Kỳ, bao gồm các lô vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cho SDF để phục vụ cho lực lượng đang tiến hành chiến dịch giải phóng Rafah. Đại diện của SDF nói, trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố ở Rafah, hôm qua Hoa Kỳ đã gửi cho chúng tôi những chiếc xe bọc thép Hummer và vũ khí hạng nặng. Tuần trước chúng tôi đã nhận được các loại vũ khí để sử dụng trong chiến dịch tại Deir ez-Zor. Ông này cũng cho biết rằng trong số đó có tên lửa tầm nhiệt, súng trường, súng cối nòng cỡ lớn, ống nhòm, mìn, vũ khí và xe bọc thép được xe tải chuyển tới đưa tới Rojava, lãnh thổ của người Quds CD còn được gọi là Rojava, từ phía bắc Iraq thông qua trạm kiểm soát Simenka, hay còn được gọi là Fais Kabul thuộc tỉnh Al-Hasaka. Theo vị đại diện lực lượng dân chủ CD, từ khu vực này các xe tải đã được chuyển đến các vị trí ở SDF ở phía đông và phía nam Rafah. Với sự tăng viện này, chiến dịch Rafah đã sắp kết thúc, có lẽ là không quá một tháng nữa thành phố sẽ được hoàn toàn giải phóng. Nhưng ông này cũng nhấn mạnh rằng chiến dịch Rafah kết thúc không có nghĩa là kết thúc chiến đấu với IS. Sau Rafah, SDF dự định tiếp tục hoạt động ở CD, ở bất cứ nơi nào mà bọn khủng bố IS chiếm giữ. Để thực hiện chiến dịch mới, họ vẫn cần Mỹ tiếp viện thêm vũ khí hạng nặng. Tuy đại diện của SDF tuyên bố đoàn xe vũ khí này được chuyển tới chiến trường Rafah, những giới phân tích nhận định những lô vũ khí này cũng sẽ được vận chuyển dọc theo biên giới CD Iraq đến thẳng Deir ez-Zor để tiếp viện cho lực lượng SDF giành lợi thế trước SAA trên chiến trường này. Mới cách đây khoảng một tuần, vào hôm ngày 14 tháng 9, Mỹ cũng đã cung cấp một lô vũ khí hạng nặng và thiết giáp lớn, gồm xe Hummer, tên lửa tầm nhiệt, súng máy hạng nặng, súng máy tự động, súng cối và tiểu liên Kalashnikov cho lực lượng dân chủ CD để giải phóng Rafah và Deir ez-Zor. Để vận chuyển số vũ khí và xe bọc thép này, Mỹ cũng đã phải huy động tới 90 xe tải hạng nặng. Theo thông tin từ nguồn trong SDF, tính đến ngày 14 tháng 9, quân đội Mỹ đã cung cấp cho DSS tất cả 1.480 xe tải chở vũ khí hạng nặng và xe bọc thép, với những động thái liên tiếp tăng cường vũ khí, trang bị hạng nặng qua khu vực kiểm soát của người Quds. Dự kiến Mỹ sẽ không để cho SAA chặn bước tiến của SDF ở phía đông sông Euphrates và đánh chiếm hết các mỏ dầu ở khu vực này, đồng thời kiểm soát toàn bộ dải biên giới CD Iraq. Do đó dự kiến là cuộc chiến sắp tới của quân đội CD và các lực lượng đồng minh sẽ rất khó khăn khi họ không chỉ phải tiến hành tiêu diệt khủng bố IS mà còn phải đối đầu với cả liên minh chống khủng bố 68 nước của Mỹ và lực lượng vũ trang người Quds. Thiết kế đầy lỗi tên lửa chống hạm tầm xa EJ-62 bị Trung Quốc bắn thanh lý hàng loạt. Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những hình ảnh hải quân Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật với tên lửa chống hạm tầm xa EJ-62.
Số vụ phóng thử dày đặc, trong khi vũ khí này chỉ được sản xuất một lượng khá hạn chế để trang bị cho tàu khu trục Trident 52C cùng vài tổ hợp tên lửa bờ. Hành động trên nhận định có thể là do Hải quân Trung Quốc muốn nhanh chóng thanh lý hết ưng kích 62 để chuyển sang sử dụng một tổ hợp tiên tiến hơn. EJ-62 là tên lửa chống hạm tầm xa tốc độ cận âm do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, chính thức được giới thiệu vào năm 2005. Tên lửa có chiều dài 6,1m, đường kính thân 0,54m, trọng lượng phóng là 1,24 tấn, tầm bắn tối đa là 400 km, tốc độ hành trình Mach 0,6 và lên tới Mach 0,8 khi bước vào giai đoạn công kích với độ cao bay từ 7 đến 10 mét, mang theo đầu đạn nặng 210 kg. Ưng kích 62 sử dụng cơ chế dẫn đường kết hợp giữa chế độ bay quán tính có tham chiếu qua hệ thống định vị toàn cầu bắt đầu. Trong giai đoạn đầu, đến khi tiếp cận mục tiêu, nó sẽ kích hoạt radar chủ động đặt trên tên lửa. EJ-62 có thể biến thể xuất khẩu C-602 với tầm bắn bị rút ngắn xuống còn 290 km để không vi phạm Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa MTCR và phiên bản tên lửa hành trình tấn công mặt đất mang định danh CM-602G, lắp đầu đạn trọng lượng 400 kg. Sở hữu thông số lý thuyết khá ấn tượng, tuy nhiên EJ-62 lại bị nhận xét là một bản thiết kế đầy lỗi. Nguyên nhân do kích thước của tên lửa khá lớn nhưng tốc độ bay quá chậm, hơn nữa độ cao hành trình khi tiếp cận mục tiêu chưa thể nói là đạt được yêu cầu khi thông số này lớn gấp đôi loại tên lửa cận âm khác như Uran, Isukut hay Harpoon. Nhược điểm trên là không thể sửa chữa do cấu trúc của tên lửa đã đạt trạng thái tới hạn, khiến EJ-62 rất dễ bị chiến hạm đối phương trang bị hệ thống phòng không tối tân phát hiện từ xa rồi tổ chức đánh chặn. Thậm chí nó còn trở thành đối tượng yêu thích của các hệ thống phòng thủ tầm cực gần như Palma hay Goldkeeper. Hiện nay Trung Quốc đã đưa vào trang bị nhiều dòng tên lửa chống tàu siêu âm thế hệ mới có năng lực vượt trội, trong đó nổi bật là loại EJ-18 sao chép từ nguyên mẫu 3M-54 Club của Nga. Dự báo trong tương lai không xa, đây sẽ là vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trang bị cho cả tàu mặt nước, tàu ngầm lẫn hệ thống tên lửa bờ biển. Thời khắc EJ-62 về hưu non dự báo đã sắp tới, trong khi chẳng bắn đẻ được cho ai, để tránh tổn chi phí lưu kho hay tháo dỡ thì việc mang ra bắn thanh lý hàng loạt nhằm nâng cao trình độ thực hành cho binh lính là giải pháp xem chừng cũng tương đối hợp lý. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.